Trời ơi em chờ. Cái gì? Anh đi mua trứng mà anh mua từ trưa cho đến 4 giờ. Không phải biết sao không? Tại vì tôi ở cái chỗ cái bà đó đó. Bà mới mua một cái chỗ, mới mua gì? Cái đồ trên Shopee gì đó. Shopee cái gì? Một cái đồ đập trứng cực kỳ hấp dẫn luôn. Không đụng tay mà cũng không cái bể vỏ trứng trong trong chỗ trứng đập luôn. Ủa anh nhân quê anh nhân làm đẩy anh cần nó làm cái gì? Không phải là tại cái bà đó phải chuyên gia gì gọi là làm bánh bông lan phải không? Ừ. Là cần phải đập một số lượng trứng rất là lớn. Anh đập tẩy đại cho nó nhanh chứ đặt làm màu mua chi bán đó làm cái gì ta? Tại vì mình thấy một cái hấp dẫn đúng không? Có nghĩa là ta làm rất là tiện lợi mà kiểu là bóp cái là trứng nó tự tách ra và là vỏ một bên và trứng một bên. Trời đất ơi, vì vậy mà anh đi từ 12 giờ đến 4 giờ hả? Bà làm, bà ngồi đó bà làm đúng không? Ừ. Cái tôi thấy đã quá mà. Rồi cuối cùng bà làm xong bảo cho ăn không? Không, tôi xin nó là cho tôi làm với. Có nghĩa là tôi vô tôi ngồi tôi làm mà 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi trời. Em ngồi em chờ anh đi mua trứng về để chiên cơm ăn đó anh Khải. Tôi quên là ông ở nhà nhưng mà cái sự cái cặp mắt mình đánh vô cái chỗ mà bà làm trứng vậy đó. Ừ. Hấp dẫn cực kỳ luôn. Ông vô tôi nói nghe nè. Em chờ anh từ lúc 12 giờ anh kêu là ông ở nhà tôi đi mua trứng về mình chiên trứng ăn cơm. Bây giờ trời xế chiều luôn rồi em ngồi em chờ mỏ đó luôn. Không phải. Tại vì trong khi cái quá trình tôi làm á là tôi xin bà làm. Ừ. Nhưng mà quá trình mà bà làm bánh á cho tôi bánh ăn nữa. Cái đâm ra cái tôi cái bụng tôi nó ho rồi. Thì sao mang về? Tôi quên là ông Hiển thì điện là ông đang đợi tôi đang đem trứng về làm cơm ăn. Trời đất ơi. Không mà tôi nói nghe nè. Tôi nói nếu mà ông mà thiết kế được cái đồ mà tách trứng với đồ ra đàng hoàng, tôi nói mày cực kỳ hay. Tôi nói trên chỉ có trên ship, bà nói gì? Shopee mà từ bên Mỹ gửi về Shopee mới gửi về đâu Đài Loan mới chuyển về Shopee Việt Nam nè. Vậy là nguyên cả cái khu này chỉ một mình bà có. Chính xác luôn. Một nghe nói là cái đó là của bên USA mà của thằng tiểu bang nào đó. À bên Mỹ nhập qua Đài Loan. Đi qua Đài Loan đi qua bên Trung Quốc đi qua bên Lào qua bên Việt Nam. Đúng rồi, cuối cùng đầu bốn năm nước mới về tới bả đó. Cuối cùng là hàng Mỹ nhưng mà nhập từ Lào về. Đúng. Hàng Mỹ Lào đúng không? Nói ước gì mà ông mà suy nghĩ được cái đó mà thiết kế. Ước ăn thì không cho ăn, ước hoài. Ăn thì không cho ăn, cứ sai hoài. Sai cho tao ăn mới sai chứ. Không cho ăn mà cứ sai hoài. Tôi nói nghe nè, tôi cũng làm trứng cho ông ăn chứ tôi đâu có ấy đâu. Mà cuối cùng bả không lấy tiền luôn. Trứng này không có tốn tiền đồng nào luôn. Bả ba cái trứng gà ta, ba trứng gà công nghiệp. Bả nói cho thằng Lập ba cái trứng gà công nghiệp, tôi ba trứng gà ta. Bả nói vậy đó. Bả nói hả? Ừ. Thôi dở ông vô ông thử ông thiết kế một cái đồ đập trứng cho nó hiện đại tí thử được không? Mà em mà ít cần gì làm ta? Anh ở quê mà thì màu mè chi cho nó màu mè. Phải, nói chung là mình thể hiện cái đẳng cấp biết không? À, ví dụ là bả có tôi phải có bằng được đúng không? Đúng đó, chứ còn mình nói nếu mình đập trứng thì kiểu một cái phát bột xong chứ cần chi màu mè vậy. Và thôi nha, ngày nay em sẽ hướng dẫn anh cách chế một cái đồ tách trứng đẳng cấp mà không cần dùng tay. Mình bỏ vô bụp tự ra thôi. Ok, tôi đang thèm đó mà. Anh thích đua đòi thì anh làm cho anh thôi chứ. Nhớ nhớ nha. Nó cũng hợp dụng. Không, nói chung là ông cứ làm cho tôi thôi. Thế nha. Ok. Đây. Ây da, vừa ve chai. Anh em tôi ra vừa ve chai xin được một ít 2K trắng chế cho mọi người cái đồ bóc trứng tại nhà nha. Ông từ nay đi ông bớt ra vừa ve chai, riết người ta chai cái mặt rồi. Mình làm đồ tái chế mà. Đây anh em tôi bắt đầu thiết kế. Đo và thiết kế cho mọi người nha. Đây sau khi anh em tôi rã ra nha, nó có 4 cái cây khuôn như thế này đó. Bây giờ anh em tôi sẽ bắt đầu đo và bắt đầu khoan lỗ nha. Đó ok nha. Hai cái đinh chúng ta chọc thẳng lên nha. Đó. Đây là cái bọc này là bọc kem lưỡi nha. Ở chỗ nhà thuốc có bán nha, mọi người ra mua một bọc là có nha. Đây bọc kem lưỡi, mua cái bọc rồi anh em tôi bắt đầu khoan lỗ luôn. Thank you.
lắp ráp từng phần cho mọi người coi nha. Cái này là cây trà lưỡi. Nói chung là cây này trong mấy cái tiệm thuốc tây có bán nha. Chúng tôi sẽ chơi 6 lớp nó sẽ ráp lại. Nói chung là 4 lớp trong và 2 lớp ngoài, che là 6 lớp nha. Nói chung chơi 6 lớp cho vừa quả trứng gà. Chúng ta bắt đầu ráp lại. Quay cận cảnh cho mọi người coi luôn nè. Được chưa? Đó, mọi người đếm số lớp nữa nha. Vào và dán cứng lại. Đây, nên tôi có gắn một con dao trên đầu nha. Rồi, ok. Đây xong nè mọi người, đây là mọi người quan sát kỹ nha. Ê, đấy. Cái gì? Chắc không ai chế được đâu, tôi nói thẳng vậy đó. Đó, mọi người quan sát kỹ nha, có gì mọi người làm theo nha. Đó, mọi người quan sát kỹ. Các công đoạn nãy tôi cũng quay đó, lắp ráp, nói chung là lắp ráp không có gì phức tạp cả. Đó, mọi người quan sát kỹ nha. Cái này là hai cái đồ giá đựng trứng. Còn cái này là hai lưỡi dao cưa để tôi gắn vô để cho xẻ trứng ra. Còn cái này đó là thục lên. Cái nguyên lý của em như thế này anh Khải. Gì nữa? Không nghĩ nha. Khi anh bỏ trứng lên đây, anh bóp một cái là cái này thục lên. Thục lên làm bẻ quả trứng. Ừ. Và hai này tách ra làm bẻ quả trứng ra. Đó là cái lý thuyết của em là như vậy. Nãy giờ em đang làm anh là test lý thuyết mà thực hành em chưa tính. Bây giờ test thực hành nha. Mà cái đúng ý gì của bà không? Không, của bà đẹp lắm, mà xấu. Đồ chế bạn. Đồ chế bạn cái loại đẹp. Cũng người ta đẹp mà cũng. Ok, bây giờ anh em tôi sẽ test thực tế mọi người coi nha. Quốc à. Rồi, ok anh test mọi người coi đi. Test đúng không? Trước tiên là để nó hiện tại dưới đây. Bây giờ anh có đồ Mỹ rồi, anh xài làm sao cho đúng người Mỹ cái anh Khải. Sao ngầu xíu nha. Đó, người Mỹ đúng không? Đúng à, không? Người Mỹ, tôi thấy người Mỹ nó làm vậy nè. Ừ. Một tay cầm trứng, một tay cầm cái đồ giá đỡ. Đúng. Đó, đồ tách trứng. Ừ. Mỹ làm gì có trứng gà ta? Trứng gà công nghiệp á. À quên, Mỹ không có trứng gà ta. Rồi. Mỹ chỉ trứng gà công nghiệp thôi. Rồi bỏ vô. Đó, đây trứng gà công nghiệp của Mỹ nè. Rồi, đúng rồi. Bỏ vào đó, bỏ vào đây. Nguyên lý nó là như vậy đúng không? Ừ, đúng. Khi mà anh bóp vô. Đó. Đó, trứng sẽ tách ra. Nguyên lý nó là như vậy đúng không? Ừ, đúng. Khi mà anh bóp. Bóp vô. Đó. Đó, trứng sẽ tách ra. Đó, ok. Trứng sẽ tách ra. Rồi bắt đầu cái mình trả về vị trí cái này là cái vỏ đúng không? Ừ. Ngược lại thì vỏ rớt xuống. Ủa sao nó không rớt ta? Đó, rớt xuống đó. Dễ bị lỗi sao á? Không có lỗi đâu, nguyên lý là như vậy đó. Anh bỏ cái khác mọi người coi nè. Rồi, tiếp tục. Ok nha. Tục nha. Đó. Cái trứng này. Rồi, bỏ vô. Cái trứng này là trứng mình làm theo phong cách Mỹ là phải đi cái trứng này. Ờ ok, giờ làm vậy là không được. Anh tách cho mọi người coi nha. À, thấy chưa? Rồi, anh tách mọi người coi đó. À, bóp nè. Ừ. À. Ủa. Đó nữa đi. Cái này ông bị lỗi. Lỗi gì? Lỗi nó không ra được trong đỏ. Xúp lại. Rồi, cái kéo lại coi. Đó ra. Cái dạng như nó bị lỗi một lần nữa đúng không? Đó rồi, ok. À. Ủa. Đó nữa đi. Cái này ông bị lỗi. Lỗi gì? Lỗi nó không ra được trong đỏ. Cái xúp lại ra. Rồi kéo lại ra. Đó ra. Ok, khắc phục lỗi nha. Hồi nãy anh em tôi khắc phục lỗi. Nói chung là khoan thêm cụm thun ngay đây nữa để cho nó có độ bóp giãn nha. Anh em tôi test tiếp lần nữa cho mọi người coi nha. Nói chung lỡ làm mày làm cho nó hoàn chỉnh cho mọi người coi luôn. Đó. Tôi sẽ gắn hai cái đinh qua hai bên nha. Đó. Sẽ quấn thun qua hai bên. Đó. Khi mà quấn thun lên là này nó chắc, nó không có lung lay nữa. Đó, ok, ra test lần nữa cho anh coi nè. Lần nữa đúng không? Ừ. Test nữa đúng không? Ừ. Test đàng hoàng cho mọi người coi luôn. Test đầu hai nha. Quả trứng, anh rớt quả trứng vô. Ok cho mọi người nghe đó. Anh vô lọt đúng không? Anh bỏ cho lọt vô được rồi. Để test cho mọi người coi nè nha. Ê, ok. Quất cái, đó, cái này là mình bóp cái là quất hay cái gì đó. Đúng, bóp ra quất rồi, bóp ra. Từ. Đó, bóp ra nha. Quất nè. Đó. Lên nè, đẩy lên nè. Đó. Đó, đẩy lên nè. Đó. Kéo ra nào. Đó. Đó. Đấy, phiên bản đàng hoàng cho nó gọn gàng một xíu nha. Đúng rồi vậy. Đó. Cái đâu mà thiết kế mà lỗi. Ra vô thì dễ dàng. Nói chung mình gắn một cụm thun ở đây, mình đè quả trứng xuống đây một xíu để cho nó cạ vào trong hai thanh này nè. Gài cho nó xuống dưới đúng không? Chế lại khắc phục nha, chỉ cần mọi người đặt quả trứng gà công nghiệp, mọi người đè ấn xuống cho nó dính vào trong cái khớp hang dao này là mọi người tách là ra ok, ra nhẹ nhàng thôi nè. Đó,
Ok nha, chúc mọi người một xem video vui vẻ nha. Nhớ đăng ký bật chuông nha. Anh em tôi sẽ chế những cái chế hay cho mọi người nha. Ok. Đồ, 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 đồ,